Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube Du Ba Than nhá. Trong cái video tiếp theo mình thực hiện ở Mù Căng Chải thì mình sẽ đến xã Mồ Dề, một cái xã rất là gần trung tâm huyện thôi. Xã này thì đường bê tông lên đến tận trung tâm xã, mọi người đi lên rất là thuận lợi. Và khung cảnh ở đây thì cũng rất là hoang sơ, làng bản đấy. Nếu mà các bạn muốn khám phá kia theo kiểu làng bản mà sợ đường đi khó thì các bạn nên lựa chọn Mồ Dề nhé. Bây giờ mời các bạn sẽ cùng với mình đi vào trong xã Mồ Dề để xem là cuộc sống ở đây như thế nào nhá. Bây giờ là một bao nhiêu hai một cái dép một cái que kem một đôi một que kem một đôi dép hỏng lâu lắm rồi mới thấy cái cảnh này các bạn ạ. Bây giờ chỉ có lên trên bản xa trong này thì mới có còn những cái cảnh đổi dép lấy kem như này. Bao nhiêu? 5.000 à? Giả lại bao nhiêu? Giả lại 4.000 nữa. Đã có chưa để em để anh xem anh có tiền nào? Xem là đã có được nhiều dép chưa? À, đôi đầu tiên là mở màn à? Mở màn luôn. Vâng. 5.000 được mấy cây kem đây? 5.000 năm que. 5.000 năm que. 11.000. Cái thời ngày xưa mà mình vừa ăn kem quen này là bao nhiêu nhỉ? 1.000 cái. Đấy em bé rất xinh đi mua kem này. Em bé này giờ đi đâu đây? Đi lên nương à hay về nhà? Có người bán kem đến xóm vui hẳn đi. À, trẻ con mang rất nhiều dép đến. Dép to thôi, dép bé. Đúng rồi. Thế anh là người Thái hay người Mông? Mình thì người Thái. Nhưng mà giờ nói tiếng Mông như gió rồi nhỉ? Biết một chút. Nói chung là cái gì cũng phải biết một tí. Đấy, rất là đông luôn. Này bán lúc hết lửa thùng kem. Đông lắm. Đây là cả một gia đình đi trồng ngô này. Mỗi người ăn hết một cây kem rồi. Đây là các con của chị hết à? Lại không biết rồi. Phải à hả? Nhà có 5 hay là 6 kia, 5 hay 6 anh em kia. Trên này giờ đang mùa trồng cấy vào đầu năm các bạn ạ, trồng ngô, trồng đỗ, trồng khoai. Em bé vừa đi đổi được cái kem về các bạn ạ.
Đây là một cái dốc rất dài. Chiều đợt lợn con, dễ thương quá. Ít. Đây là một cô gái đang ngồi làm váy, làm áo đấy. Các cháu là đi giờ mang dê đi chăn hay là mang về đấy? Mang dê chăn. Giờ mang đi thả. Cho chú xem con dê con nào. Nhìn con dê con thích quá. Đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên. Dê con yêu quá. Nó đẻ được mấy ngày rồi? Con này được mấy ngày rồi? Đẻ được mấy ngày rồi? Con dê con này? Dạ, được 2 ngày thôi. 2 ngày thôi á? Đúng. 2 ngày mà đã đi giỏi này rồi à? Đúng. Đẹp quá. Hai con này là con của con mẹ kia hết à? Đúng. Các cháu học lớp mấy? Không học đâu. Không đi học à? Đúng. Nó không muốn đi đúng không? Đúng. Nó thích ở nhà hơn à? Không thích ở nhà. Bế lên đây, bế được lên không? Mở đây cho mở. Nấp. Không à. Bế lên đây nào. Đúng rồi. Đó. Đi, đi. Đây là cái vải mới nhuộm của người Mông các bạn này. Phơi đây để cho nó khô này, cho cái chất chàm nó sẽ bám chắc vào cái vải hơn này. Úi ui, đi cây mận này sai quá. Cây mận nhiều quả quá này. Giật quần áo à? Đây, ở đây có một gia đình mọi người đang tập trung ở đây để làm quần áo váy này. Ở đây những lúc nhàn rỗi thì mọi người thường tập trung lại và làm cùng nhau cho vui. Ở đây chắc có ai nói được tiếng phổ thông không nhỉ? Không biết, nói ít thôi. À, có chị nói được một ít à? À. Thế ngày xưa chị có đi học không? Đi học hết lớp 5 rồi. À, cũng học hết lớp 5 rồi gì? Thế còn chị kia ngày xưa có đi học không? Không, chị không. Thế à? Thế đi lấy chồng từ năm bao nhiêu tuổi? 16 tuổi. Thế giờ chị có mấy đứa con rồi? Hai đứa rồi à? À. Đấy, mọi người đang làm cái này làm váy hay làm áo đấy? Làm váy. Làm váy à? Ừ. À. Làm một cái váy thường bao lâu thì được một cái váy? Làm nhanh thì một tháng được một váy. À, một tháng đã được một cái rồi cơ à? Ừ. Làm giỏi nhờ. Em thấy tỉ mỉ lắm mà. Làm từ thì 2-3. 2-3 tháng, chậm thì 2-3 tháng à? Thế chị, con gái đã sắp đi lấy chồng chưa? Không có, con gái à. À thế à, con trai lớn bao nhiêu tuổi rồi? Con trai 11 tuổi. À thế nó cũng sắp lấy vợ rồi đấy nhỉ? Sắp chưa? Con thứ hai thì 9 tuổi. À, 9 tuổi rồi à? Đây, đứa thứ ba đây à? 2 tuổi. Thế là được 3 đứa rồi. 3 đứa con trai. 3 đứa con trai luôn. Đẻ giỏi thế. Học chế thế. Thế chứ, cố tiền đấy
Đấy, xem bà thiêu rất nhanh này. Thật sự hai chị hủ đấy, mong bọc 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 đấy. Mong sao không được tuổi. Ở trên này có nhiều người lên chơi không chị? Có hai có người lên chơi không? Không biết. Khách đấy, như kiểu em này có nhiều người lên không? À, người ngoài ấy, người bên ngoài có hay đến không? Không có. Không có à? Có vừa đi thác. Đi xem thác cái gì? Nhưng mà thác là đi sâu ở trong này à? Còn xa không cơ? Không xa đâu. Gọi là thác cái gì đấy nhỉ? Thác mây hay thác gì đấy nhỉ? À, thác mơ đúng không? Thác mơ là trong này cái gì? Tí em vào thử xem nào. Cảm ơn, ok. Cảm ơn chị nhá. Vâng, đến đây phải nhờ chị chứ không mà không hỏi được người dân đâu. Cái chị Pâu là em chịu đấy. Em chỉ biết mấy câu sơ sơ thôi. Bà vừa đi ở huyện lên, à vừa đi xã lên. Hay là Ua Sư? Là chị Pâu. Chị Pâu. Bảo bà là mình vừa đi chơi với đi chụp ảnh. Đấy, bà chắc đang mệt. Mệt quá. Mệt. Sắp đến nhà chưa? Sắp đến nhà chưa? Nhà. Nhà chim bông hay luôn. Nhà chim bông. Nhà một chế đâu. Nhà chim bông. Ở đây có mấy anh em ở trong bản đi đang đi thuê bàn ghế với cả bát để làm đám cưới này. Và hỏi xem là đám cưới to. Có chú rể ở đây không? Có chú rể ở đây không? Chú rể? Ờ. Có chú rể ở đây không? Cho mọi người xem mặt chú rể tí. Hả? Ai là chú rể em? Có đây có đi ở đây không hay là ở nhà? Không, nó không đi. Anh lại là chủ rồi. Quay lên đi lên nó nữa. Ngày kia thì mấy anh em đang định rủ nhau đi chế tạo. Mấy anh em đang rủ xong đi bắt cá chơi trong đấy. Làm bao nhiêu mâm nhà mình nhé? 60 à? Thế nhà vợ thì ở đâu? Nhà cô dâu ở đâu? À lại nhánh như bên này à? Cũng ở trong đấy. Ở trên cái nhà bà. À, cô dâu chú rể bao nhiêu tuổi? Chú rể bao nhiêu? Cô dâu bao nhiêu? Chú rể 30 rồi. Anh à? Lớn tuổi đấy cơ. Thế còn cô dâu? Cô dâu gần hết 25-30 rồi. Ồ, cặp này lớn tuổi thế nhỉ? Hay là sợ anh ấy nên là nói ấy? À, tức là lấy vợ hai à? Ừ, thế nhiều tuổi thế chứ không bình thường ở trên này làm gì mà lấy vợ muộn thế nhỉ? Mình chả có 16, mình chả lấy rồi. Thế còn cái cô dâu là đã lấy chồng lần nào chưa? Chưa. À, cũng chưa à? Thế là vẫn còn son đấy. Nhưng mà trong bản xa quá nhỉ? Hôm đấy anh không bận thì anh vào chơi. Hôm nọ cũng lên quay video với đám cưới ở trên Màng Mủ. Ờ. Bây giờ qua rồi. Giờ thấy qua rồi sao? Bắt to luôn anh, bắt to luôn rồi nhỉ? Bắt to luôn. Thằng này. Trên này giờ cho thuê bao nhiêu tiền một bộ đấy anh? 30 à? Là tất cả luôn. Bàn ghế, bát đĩa. Tắt cái gọi là gói cho. Toàn mấy anh em này còn ai chưa lấy vợ không? Mấy anh em này còn ai chưa lấy vợ không? Em bao nhiêu tuổi rồi? 17 rồi chưa lấy hả? 20 ấy mới lấy. Là 20 nhà nước mới cho lấy nhưng mà mình thích lấy mình vẫn cứ lấy đúng không? Không thích chứ. Chưa đến được. Chưa lấy được à? Đến được mới lấy. Thế có đã có đứa con rồi chưa? Làm gì mà? Anh thấy nhiều người có con này xong rồi mới cưới mà. Thấy nhiều người nhưng mà bây giờ chỉ là
mình vẫn đợi được đúng không? Mình là người tốt. Mình làm đúng pháp luật, mình vẫn đợi đủ tuổi mình mới cưới. Thế có người yêu chưa? Chưa. Cái này giữ cho không? Mình đang trên đường đi tìm cái thác mơ các bạn ạ. Cứ tưởng là cái thác mơ của mùa dề nó dễ tìm, nhưng mà không ngờ là đường vào nó cũng khá là khó đi và vẫn chưa nhìn thấy cái thác đâu cả. Mùa này nước nó ít nhưng mà nó trô ra toàn đá này, đá to, đá nhỏ, đủ các loại. Các bạn xem người Thái bắt cá nhiều bằng cách đắp cá rồi. Hôm nay chúng ta sẽ xem người Mông đi đắp cá nhé. Đây các cô ấy phải đào đất ở tận trong kia nhá. Xong là dùng những cái lù cở này mang đất ra để chặn cái đập này. Chiều nay thì mình đi theo đoàn thì đắp lần này lần thứ hai rồi, không biết lần này có được cá không. Lần trước thì không thành công. Bây giờ mùa này nước nó cạn nên là ở các cái dòng suối thì mọi người tranh thủ đi bắt cá. Với cả mùa này thì cũng không phải cấy lúa nên là có nhiều thời gian hơn. Tầm này thì người Mông hay đi lấy củi để tích lũy. Và có trồng ngô với lại trồng khoai ở trên nương thôi. Còn những lúc rảnh rỗi sẽ đi bắt cá như thế này. Không cần tháo gùi ra luôn, đứng là đổ đã, làm rất điệu nghệ. Họ đèo cả con đi làm việc như này, các công việc thì được mấy gùi rồi cơ, được mấy gùi đất rồi, được khoác cái này được mấy khoác như thế rồi, không đếm không biết được không? Chắc phải 6-7 khoác thì mới đắp được cái đập này nhỉ. Sáng nay các cô đắp một cái đập to này nhiều các bạn ạ. Nhưng mà vì nó không được cá nên là mình không quay. Và lúc đấy mình đến thì mọi người cũng đắp xong rồi. Cái đập này thì bây giờ đang bắt đầu đắp thôi, nên là mình sẽ quay và hy vọng là sẽ có cá. Đây có vẻ như là thấy cá chạy rồi đấy. Nước nó hơi cao. Mình sẽ tìm đường đi sang bên đấy để xem thấy cá không nhé. Ở phía trong kia thì cũng có một nhóm con trai đang bắt ở trong đấy, nhưng mà nước này thì mình không thể lội vào trong được rồi. Ở đây có cả chài, cả một số cái dụng cụ bắt cá như là cái sa, cái xay đấy. Ở trong kia là cũng đắp thế này à em, hay là làm kiểu gì? Ở trong ấy, ở trong ấy là cũng bắt thế này à? Không biết trong anh mọi người đang bắt kiểu gì nữa. Ê. Mình bắt được con này. Con này ăn được đúng không? Này, cho em này. Con này vẫn là cái con mà mở ra con chuồn chuồn đấy. Mày chạy đừng rời. Vẫn chạy được à? Cua kia cho cá nó chết ngạt rồi. Nó không thở được.
thì cô cũng đơm một cái gọi là cái xay ở dưới cuối nguồn như vậy đó, dồn cá xuống đấy. Xem có con nào chui vào đây không nào. Xem nào. Ui ôi. Không được. Nhiều con đấy lắm. Con đấy ăn được mà. Con đấy ăn được hết. Con bà mù với con sâu đá. Không có. Không có cá gì ăn. Không này đó. Hả? Ăn gì? Muốn cái đứa chọt đi thôi. Mọi người bắt nhiều quá nên giờ nó cũng hết mất rồi. Chứ mới đắp thì chắc là nhiều đấy. Ở trên đấy có không em? Trên đấy cũng đắp hay là làm gì? Đắp thôi. Sao ở ngoài này không có cá mấy nhỉ? Ở gần thị trấn mọi người cần bắt được nhiều hơn đấy. Ừ. Chẳng hả? Hả? Tao lấy lúa. À nó chui vào trong cái hõm bên trong cái này đó. Lo. Ờ phải tháo cái đít ra. Tao này không. Mọi người có quả gì ăn được này. Quả này là quả chua hay là quả ngọt đấy? Chua. Cho em thử quả nào. À cái cây này như giống cây người ta hay làm cảnh đấy nhỉ? Có phải không nhỉ? Có một loại cây họ bán ở chậu ấy. Quả này gọi là quả gì anh? Không biết. Nhìn ngon nhỉ? Ăn thử xem nào. Chua của nó ngon mà. Ăn hay vết đấy. Nhưng mà cùi nó có một tí là tần hột thôi. Hột to. Ai còn lo hát chỗ? À, bạn này xem nhìn nó ngon không này, nhìn ngon ấy là ngon luôn. Hôm nay nhà mình đắp cái đập thứ hai rồi mà vẫn không thành công này. Này khả năng phải xem bói em nữa nào có cá hơn thế bạn mới đi đắp. Chỗ đấy định tát, tát nó đi à? Bè lại xong tát cạn đi à? Rơi rồi. Đây à? Bắt đầu chưa? Nhưng vẫn nhiều nước lắm. Con này chạy được không? Đâu con nào? Nó con nào mà ai bị nó quất này nó. Đấy, múc nó bay cả sang bên kia rồi. Không túm được nó à? Nó vằn vằn đấy nhỉ? Đâu cho em xem con cá nào. À, ôi. Con này chuẩn cá nhảy Tây Bắc đây. Cá suối, cá suối này. Cá suối, đấy. Con này ăn cá nhảy là ngon lắm này. Hôm qua bọn em đi qua con này cầm ăn ngay luôn. Không cần đấy, không cần phải gia vị hay gì cả. Giờ thấy cá. Có đội anh em con trai vào khác hẳn nhỉ? Bắt được cá ngay. Để đội chị em đấy dẫy là không bắt được con nào. Mọi người làm rất là khẩn trương bởi vì không có nước nó lại dò ra mất. Nên phải làm rất nhanh. Nước nó dò vào lại không bắt được. Đâu cá con sao? Con này. Ôi, con này đi. Ôi.
đấy, như là trộn chú đấy. Sắp vỡ đập rồi. À, được một con. Thế cũng cuối cùng. Rồi thế có cá chạy đây rồi. Cá này. Cá quy. Cá quy đấy. Cá này đâu? Cá này sáu tổ sáu cho đó. Cá này sáu tổ sáu cho đó. Thế con nào không? Đi xuống cho này. Nào. Chắc không có. Ok. Không kịp chạy xuống. À có được con đấy, còn được con. Nhặt hết, những con nào động đậy là nhặt hết. Về ăn được hết mà. Con sâu này ngon lắm. Vâng, con sâu ngon, nó ăn như tôm mà. Cái này, con này này. Con bà mụ này. Cứ con nào ngó ngoáy là ăn. Kia rồi anh vừa lấp lên mấy con rồi đó. Kia con sâu đang bò lồm ngổm kìa. Con này mới ngon này. Sâu đá đấy. Đúng như con sâu luôn. Đây trong vũng nước ấy có con bà bị mụ to phết đấy. Trong vũng nước này. Anh em mang đồ trên cái bát. À có đường chỗ kia đi được à? Có đường bộ ở bên trên này, mình sẽ đi đường bộ bên kia để đi lên trên xem nào. Không? Rồi, bắt hết cá suối rồi. Wow, mình đi đến cái đoạn này và chỗ này nước sâu quá, mình không qua nữa rồi, trời nó cũng muộn rồi. Không phải cái con đường nào mình đi nó cũng đến thành công cả. Lần này mình đi tìm cái thác mơ này thất bại các bạn ạ. Có lẽ là mình sẽ lựa chọn vào một cái thời điểm khác mình quay trở lại để chinh phục cái thác mơ của xã Mồ Dề, huyện Mù Căng Chải này. Bây giờ trời nó sắp tối rồi, mình phải quay ra thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình nhé. Mặc dù cái chuyến này mình không được thành công nhưng mà các bạn hãy đặt niềm tin vào mình. Trong những cái thời gian tới mình sẽ chinh phục những cái địa điểm khác thú vị hơn cho các bạn nhé.